chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vina Organic, mình là Ngọc Oanh. Ngày hôm nay Oanh sẽ giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm máy sấy đối lưu nhiệt nóng với mã model là MSC3006. Không giống như các dòng sản phẩm trước đây mà chúng tôi đã giới thiệu thì máy sấy này được trang bị hai buồng sấy. Mỗi buồng sấy sẽ là một xe khay và mỗi xe khay chứa được 15 khay. Trước khi cùng Oanh review về chiếc máy này, các bạn đừng quên đăng ký kênh, bấm vào nút thông báo để xem được thật nhiều video mới của Vina Organic nhé. Máy sấy chuyên dụng để sấy cơm cháy sử dụng hoàn toàn bằng điện, không chỉ có năng suất cao mà cho thời gian sấy cực nhanh. Năng suất của máy sấy 30 khay là 41 kg cơm, tương đương 19,5 kg gạo và thời gian nấu là 6 đến 7 giờ mỗi mẻ. Máy sấy 30 khay được trang bị tay cầm cộng lực với 3 nấc đóng mở. Vỏ tay cầm được bọc một lớp cao su giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Máy được trang bị một lớp bông thủy tinh dày 30mm giúp giữ nhiệt cực lâu và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Máy được trang bị 2 buồng sấy, mỗi buồng sấy sẽ chứa được một xe khay và mỗi xe khay như vậy là sẽ chứa được 15 khay. Mỗi khay sẽ có kích thước là 40 x 60cm và kích thước lỗ mỗi khay là 4mm. Ngoài model 30 khay, Vina Organic còn có các model khác như 6 khay, 10 khay, 12 khay, 20 khay, 40 khay hoặc đặt hàng tùy theo mục đích sử dụng của bạn. Ngoài cơm cháy thì máy còn có thể sấy được nông sản như là các loại rau củ, trái cây, các loại hạt hay là các loại khô như là khô gà, khô bò, khô heo. Nếu các bạn quan tâm hãy liên hệ với Vina Organic ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số hotline trên màn hình hoặc gửi về địa chỉ email liên hệ@vinaorganic.com. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.